Thầy nói lại là cái bài, cái thí nghiệm này là một cái thí nghiệm vui. À, nó liên quan đến cái phần kiến thức các em đã học về cái bài áp suất khí quyển. Được chưa? Mình sẽ vận dụng kiến thức đó và một số kiến thức khác nữa để giải thích cho hiện tượng này. Ha, bây giờ trên các em nhìn lên trên ha. Bạn em tên gì giới thiệu lại cho bạn đi. Dạ, tên Quỳnh. À, bạn Quỳnh sẽ hỗ trợ thầy làm cái thí nghiệm này. Thì trong cái thí nghiệm này, cái dụng cụ thí nghiệm chúng ta rất là đơn giản, là một ly nước thủy tinh đựng đầy nước, một cái hộp nhựa. Hộp nhựa bên trong có cắm một cái cây nến. Được chưa? Rồi. Bây giờ nhờ bạn đổ nước vào trong, đổ hết nước vào trong cái hộp nhựa cho thầy. Rồi, đổ hết đi, đổ hết đi. Rồi. À, dùng hộp quạt chúng ta đốt cái nến. Tắt quạt đi em nào tắt quạt giúp thầy đi. Các em chú ý nha, chú ý cái thí nghiệm để mình giải thích nè. Đốt nến nha em. Rồi. Rồi bạn Quỳnh đứng cho nào tàn cái nến này về. Rồi. Các em hát bài chúc mừng sinh nhật bạn đi. Đừng thổi nến nha, đừng thổi nến nha. Bây giờ bạn Quỳnh giúp thầy dùng cái ly úp ngược vào nến, từ từ, nhẹ nhàng từ từ. Các em quan sát hiện tượng nha. Rồi. Các em thấy sao? Quan sát thấy gì? Em giải thích cho thầy, em bắt đầu nè. Quan sát bạn thấy gì, bạn nói cho các bạn nghe coi. Dạ thưa thầy, là em thấy là nến tắt và nước dâng lên khỏi nước trong ly dâng lên đúng không? Dạ. Và dâng lên cao hơn. Dâng lên cao mặt nước ở ngoài. À, mặt nước ở trong cái hộp nhựa. Dạ. Rồi, câu hỏi thầy đặt ra nè, các em chú ý nè. Các em hãy giải thích tại sao nước dâng lên trong ly. Và người ưu tiên đầu tiên là bạn Quỳnh. Bạn có thể giải thích được hay không? Rồi, các bạn ở dưới suy nghĩ ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ mời một bạn ở bàn cuối giơ tay đầu tiên. Bạn Nam. À, bạn lên đây và giải thích. Bạn lên đây nè, rồi mời bạn Quỳnh về chỗ. Cho bạn Quỳnh một tràng pháo tay đi các em. À. Bạn Quỳnh được cộng nửa điểm nhà thông thái. Em tên gì? Mạnh hả? Rồi, Mạnh giúp thầy và các bạn giải thích cái hiện tượng này đi. Theo em thì tại sao? Thầy, khi mà nến mà nó cháy như vậy thì là nó sẽ cần tới không khí. Khi mà cái ly này nó ấm lại thì nó chỉ có được một phần không khí ở bên trong. À. Thì mà cái không khí này thì khi mà nến nó tắt, nghĩa là không khí ở bên trong này nó không còn nữa, thì nến nó sẽ tắt. Không khí bên trong không còn nữa thì áp suất khí quyển ở bên trong nó sẽ nhỏ hơn áp suất khí quyển ở bên ngoài. Thì như vậy là áp suất khí quyển ở bên ngoài nó sẽ tác dụng vào cái mực nước ở bên ngoài này, nó sẽ đẩy tràn nước vào bên trong cái ly. Rồi, làm nước dâng lên đúng không? Yeah. Rồi, bạn giải thích gần đúng nhưng mà chưa chính xác. Thầy xin mời một bạn khác. Rồi, cảm ơn em, về chỗ. À. Bạn Mạnh được cộng nửa điểm nhà thông thái. Rồi, bạn nào? Một bạn khác. Thầy, mời em. Em nè. Rồi, em lên đây. Rồi em tự giới thiệu về mình trước đi. Em Khanh hả? Rồi Khanh giải thích đi. À, cái úp ly lại đúng không? Rồi. Áp suất khí quyển ở trên đâm xuống. Rồi sao nữa? Chỉ có áp suất khí quyển từ dưới lên. Không có áp suất khí quyển từ trên xuống, chỉ áp suất khí quyển từ dưới lên. Nó mới dâng lên.
nước dâng lên. Rồi nó liên quan gì đến cây nến? À, bạn nói là không có không khí bên trong, đúng không? Tức là ý bạn nói là cây nến đốt cháy không khí hết không khí bên trong. Rồi, cảm ơn. Mà bạn về chỗ, bạn được nửa điểm nhà thông thái. Mời một bạn khác. Em Kiên đúng không? Rồi Kiên lên đây. Dạ thầy là khi đốt nến thì cái nó cần oxy để tiếp, mà khi mà ta đóng cái ly lại thì là cái nó sẽ đốt cái lượng oxy trong này thì nước nó sẽ tràn vô rồi được cái áp suất khí quyển đẩy nước lên nữa, thì khi nó đốt cháy nó sẽ tạo ra hơi nước làm cho cái ngọn lửa nó tắt. Rồi cảm ơn em. Em được nửa điểm nhà thông thái. À, bạn này giải thích thuyết phục hơn nữa không? Mời lớp trưởng. Lớp trưởng lên đây. Các em hiểu một cái ý chính của vấn đề liên quan áp suất khí quyển, nhưng các em chưa có giải thích một cách trọn vẹn và thuyết phục lắm về vấn đề là tại sao cái áp suất bên trong nó giảm. Ha. Rồi lớp trưởng, mời lớp trưởng lên đây. Rồi bạn Trâm Anh, lớp trưởng của lớp sẽ giải thích chúng ta cái hiện tượng này, theo bạn thì sao? Theo em là khi nến cháy thì sẽ cần có cái oxy, và khi mà mình hấp cái ly xuống thì cái lượng cái oxy trong ly còn, mà sau đó khi nến đốt hết hẳn, nó đã tắt hoàn toàn là không có được cái oxy. Rồi. Thì lúc này là cái ở trong này không còn oxy thì cái lượng khí trong nó sẽ nhỏ hơn cái áp suất khí quyển ở bên ngoài. Đồng thời thì áp suất khí quyển ở dưới cái đáy của cái hộp nó sẽ tác dụng lên làm cho mực nước ở trong cái. Rồi. Mời bạn lớp trưởng về chỗ, bạn được nửa điểm nhà thông thái. Một tràng pháo tay cho các bạn ha. Có bạn nào có một cái ý khác hơn nữa không? Giải thích thuyết phục hơn không? Rồi bây giờ tới thầy giải thích nha. Rồi trước khi thầy giải thích, thầy mời một bạn khác lên làm lại cái thí nghiệm này. Mời em. Rồi, em gái. Rồi em hãy làm lại cái thí nghiệm và tự diễn giải coi quá trình làm như thế nào. Em lên làm đi. À, nhớ nãy thầy chỉ cách làm thí nghiệm không? Rồi bây giờ đổ nước ra ly đi. Không sao đâu. Đèn cày vẫn cháy không sao đâu. Đổ nước ra đi ly đi em. Rồi đặt cái đèn cày vào trong đi. Vợ thương với chồng ha. Tình cảm chứ ha. Tình cũng. Biết cắm đèn cày không? Dùng cái hộp quẹt. Đâm vô chỗ cũ á vậy. Đâm vô chỗ cũ. Rồi để vào giữa hộp đi. Rồi bạn tự mô tả lại cái thí nghiệm giùm thầy. Đây là ly nước. Đổ ly nước vào cái thao. Trời ơi. Ở nhà có thao dùng thao ha. Hộp nhựa dùng hộp nhựa. Rồi. Được chưa? Rồi sao nữa? Lấy hộp quạt. Đốt này thôi. Đốt nết. Rồi bỏ qua cái bài chúc mừng sinh nhật đi. Rồi sao nữa? Rồi úp lại. Đèn cày còn cháy không các em? Sau đó tự động nó tắt đúng chưa? Sau khi đèn cày vừa tắt thì các em thấy nước dâng lên. Rồi thầy giải thích nè. Mời bạn về chỗ, cảm ơn. Bạn tên gì? Rồi bạn được cộng nửa điểm nhà thông thái. Tới phần thầy giải thích nè. Thầy tự quay thầy đi thầy. Ban đầu chúng ta đốt nến thì nến sẽ cháy đúng không? Dạ. Và nến không tắt bởi vì sao? Trong không khí luôn luôn có oxy giúp cho duy trì sự cháy. Sau đó ta dùng một cái ly úp ngọn nến lại. Được chưa? Thì trong ly có không khí không?
À, và trong thành phần không khí trong ly, trong đó sẽ có oxy. Nhưng mà lượng oxy này bị giới hạn bởi cái thể tích bên trong của ly. Được chưa? Rồi, ngọn nến vẫn tiếp tục cháy. Bởi vì sao? Vẫn có oxy bên trong. Nhưng mà lượng oxy bên trong sẽ cạn dần. Và các em nhớ một kiến thức là gì? Khi oxy cháy thì sinh ra khí là gì? À, carbonic là CO2. Vậy thì cái ý các em nói là khí bên trong bị cháy hết, đúng không? Không đúng. Được chưa? Rồi. Tuy nhiên, trong quá trình nến cháy thì có nhiệt sinh ra không? Rồi. Nhiệt này sinh ra sẽ đốt nóng không khí bên trong của ly. Đồng ý chưa? Và khi không khí bên trong của ly bị đốt nóng thì nó sao? Nó giãn nở. Được chưa? Nó giãn nở và nó tràn ra ngoài. Ha. Khi đó nước có dâng lên chưa? Chưa. À.